Ngay từ thời còn rất là nhỏ, Thảo thích cả điền kinh này, Thảo thích cả đá cầu và bơi. Bơi và điền kinh thì có thể hiểu được, thế nhưng tại sao Thảo lại thích cả môn đá cầu? Tại vì lúc bé thì mình đi học ở trường ấy, học các môn trong giờ thể dục ấy, thì có môn nào thì mình cũng thích môn đấy ấy. Tại vì lúc đấy kiểu cứ thấy môn nào mình cũng thấy là mình chơi được ấy, nên là thấy rất là vui và ham mê ấy. Bắt đầu tập luyện với điền kinh là Thảo tham dự ở tổ chạy dài. Vậy thì khi chuyển sang nhảy xa, Thảo có gặp nhiều khó khăn không? Khi em chuyển sang nhảy xa thì em có rất nhiều khó khăn. Tại vì trước khi nhảy xa em tập rất là nhiều môn ạ. Từ nhảy cao 100m, 200m, chạy 400m rào, 7 môn. Thầy chuyển em sang 7 môn, thầy bảo muốn em sang 7 môn kiểu tập luyện khỏe. Khi nào khỏe mà đạt thành tích tốt nhảy xa ấy, thì thầy lại sẽ chuyển em sang nhảy xa. 4 năm kể từ tấm huy chương bạc năm 2014 tại ASEAN để có được tấm huy chương vàng kỳ ASEAN 2018. Vậy thì 4 năm đó thực sự thì những khó khăn nào đến với Thảo? Dù không được huy chương vàng nhưng mình muốn nuôi hy vọng của mình 4 năm sau là mình phải cố gắng phấn đấu tiếp tục hơn nữa, phải cố gắng nhiều để cải thiện những bước chạy đà hay là bước nhảy để mình làm sao hướng tới ASEAN 2018 mình có thể giành tấm huy chương vàng. Hiện tại thì Thảo mới quay trở lại với tập luyện đỉnh cao sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Vậy thì đâu là động lực cũng như là khó khăn nhất với Thảo trong giai đoạn này? Nhiều lúc em nghĩ em không thể quay lại được, nhưng mà nhiều lúc có rất nhiều động lực để khiến em quay trở lại. Em nghĩ là như vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc hay là Nguyễn Thị Huyền đều đã sinh con và trở lại rất là mạnh mẽ. Nên là em nghĩ là mình sẽ cố gắng khi sinh nở rồi, cố gắng quay trở lại tập luyện để đạt những thành tích và huy chương để mang tặng cho con gái của mình. Vậy thì cái mục tiêu cụ thể của Thảo tại kỳ SEA Games trên sân nhà tới đây cũng như là kỳ ASEAN? Mục tiêu đầu tiên của em đó là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games và hướng tới tham dự ASEAN để có thể, dù ASEAN không biết mình có thể bảo vệ được tấm huy chương vàng không, nhưng mà mình sẽ phải cố gắng hết mình. Một câu hỏi cuối, một câu hỏi vui thôi. Tại sao Thảo lại có biệt danh là Thảo Bỏ Vàng? Thật ra biệt danh này của em chả ai đặt cho em cả. Cô em là ở quê Ba Vì có con bò vàng ấy. Thì ngày trước lên thầy Hổ toàn gọi em là Thảo Bò ấy. Thế là từ đấy em suy nghĩ ra em đặt tên của mình là Thảo Bỏ Vàng. Cảm ơn Thảo đã dành thời gian cho tiểu mục 3 phút cùng sao và xin được chúc cho Thảo có được những thành công như mong muốn tại kỳ SEA Games và ASEAN trong thời gian tới đây.